Được đây anh em ơi. Đấy, anh Tuyến bế em bốc để chuẩn bị lấy vợ à? Anh Tuyến thằng nào lấy vợ đấy cơ? Trứng gà. Alo. Alo. Anh ơi, anh dẫn lên sử dụng với cái này. Đấy nhỉ, cái làm gì? Thấy nào? Thế này á? Cái này nó không đảo à? Cái này nó không đảo à? Đây, cho đến ngủ à? Ui. Cho đi ngủ đi. Bây giờ em phải tháo này ra. Đấy. Cái này là cái. Bà đi lấy trứng lên đây. Chờ đấy. Bà. Lấy trứng lên test thử không? Trứng đi đâu? Cho như này à? Cái trò này gì? Ôi thì quả được chấm quả. Thế được chấm. Đây là trứng ngan. Cái này trò nào sợ nó không? Được không nhỉ? Được. Phải kiếm cân này, cân lan to. Trứng ngan đây ở dưới ấy. Ồ, nó có từng rãnh một đây. Không phải. Đây á? Cắt thì không làm biết. Cái thành đầu tiên. Không phải. Đấy, đây. Cái tay đừng cầm vào ấy, cái tay này đừng cầm vào này. Đây. Cái này lắp vào. Có từng rãnh một, rãnh nhỏ một đi, cái này anh phải xếp cho chiều ngang, nó phải xếp chiều dọc. À, bây giờ xếp cái gì? Chiều ngang, chiều ngang. Cái này á? Bây giờ xếp cái này á? Bây giờ cái này gì? Anh đã quay thấy thôi. Hả? À, trứng bé xếp bé, trứng to xếp to. Trứng bé mình xếp như này thôi. Trứng bé, nhưng mà trứng to thì mình xếp hai con này. Đúng không? Đây, trứng gà này. Ô, báo thức của ai giờ kêu này. Trứng bé để như này thôi. Chi vậy báo thức giờ này. Đây làm cái gì? Dạ, chỉ một ô này nhỉ à? Trứng to là phải... Xếp to. Đây à? Bây giờ đi cắm điện vào thôi, đúng không? Đúng rồi. Thằng đảo gì? Thảo lan mà. Thảo lan à? Cắm điện vào nó ấm rồi. Lăn đi, lăn về. Xuống lấy luôn trứng lên bà ơi. Bây giờ em cắm điện vào luôn nhá. Bây giờ em cắm điện vào được không? Xong rồi, xong là gì? Phải đóng cửa không? Cắm bê ấy trời. Bực mình thật đấy. Ơi. Báo thức kêu, báo thức muộn đấy. Thế chịu rồi. Sợ thật anh em ạ. Giờ vậy. 6 giờ mà báo thức. Ảo. Đâu nhỉ? Anh em ơi. Trời kim chi nha. Đấy. Báo thức 6 giờ. Sợ thật. Đấy, đi mổ gà. Báo thức 6 giờ. Thế chịu rồi. Chi. Rất nhiều. Không lên được à? Lâu lâu mới quay một phát lên làm gì nữa. Ấy giờ cái này bao nhiêu phút thì nó quay một phát. Thôi bye bye các bạn nha. Bạn nhớ kênh của mình.